xin chào các bạn, chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono Sài Gòn. Hôm nay là 14 tháng chạp năm 2021, đó là 14 của tháng Tết rồi đó các anh chị. Cũng còn 15 ngày nữa thì đến Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền. Thì hôm nay em mời các anh chị cùng em đi một vòng ngắm đường phố Sài Gòn, lên đèn chuẩn bị đón Tết mừng xuân mới, xuân Nhâm Dần 2022. Dạ, hiện tại là em đang có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là phía cổng chào chúc mừng năm mới 2022 nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là các anh chị. Thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên đèn chuẩn bị đón chào năm mới, năm Nhâm Dần 2022. Thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, và đặc biệt là những cái tháng cuối năm, và hiện tại thì tình hình dịch bệnh ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được kiểm soát khá là tốt, và Thành phố Hồ Chí Minh đang là vùng xanh, và vùng xanh vùng khá an toàn trong các bản đồ dịch bệnh. Thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đón chào năm mới, cũng nhiều hoạt động vui chơi khá là hoành tráng, điển hình như là trang trí đường hoa Nguyễn Huệ để mà phục vụ cho bà con trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đường hoa Nguyễn Huệ thì sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ chiều 27 tháng chạp. Rồi hội hoa xuân Tao Đàn cũng sẽ được khai mạc vào ngày 27 tháng chạp anh chị. Hội hoa xuân Tao Đàn thì năm nay sẽ được phục vụ miễn phí vé vào cổng, và không có thu tiền vé vào cổng như mọi năm, sẽ được miễn phí vé vào cổng. Rồi ngoài ra còn có tổ chức Tết Việt ở nhà văn hóa thanh niên, cũng khá là đẹp. Mặc dù thành phố năm nay không có tổ chức bắn pháo hoa, và không có tổ chức bắn pháo hoa nhằm tiết kiệm ngân sách của thành phố phục vụ cho phòng chống dịch bệnh, nên là tiết kiệm không bắn pháo hoa, nhưng mà vẫn tổ chức các hoạt động vui chơi khác diễn ra bình thường. Đây là em đang đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các anh chị thấy một đoạn thì hoa mai vàng và một đoạn thì hoa mai màu hồng, khá là đẹp không? Đây là phía trước của Dinh Độc Lập nè các anh chị. Phía trước của Dinh Độc Lập, bây giờ mình sẽ quẹo qua bên nhà thờ Đức Bà. Quẹo qua nhà thờ Đức Bà rồi mình đi tiếp đường Đồng Khởi. Mình sẽ xem đường Đồng Khởi trang trí đèn hoa như thế nào. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sẽ đi thẳng xuống dưới luôn anh chị. Đi thẳng xuống Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn còn trang trí đèn hoa nhé. Nhưng mà mình đổi hướng đi, quẹo qua hướng nhà thờ Đức Bà. Đây là đường Lê Duẩn nè anh chị, đường Lê Duẩn về đêm đón chào năm mới khá là đẹp. Thì năm nay thành phố cũng cố gắng tổ chức trang trí ngoài đường phố để phục vụ bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới, nhưng mà các anh chị thấy cũng ngoài đường bây giờ cũng khá là vắng không. Và hôm nay thì cũng là 14, 15 tháng chạp rồi mà đường phố thì cũng vắng anh chị, không có đông đúc bằng mọi năm. Bởi vì năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19 rồi, người dân cũng đã về quê bớt rồi, và về quê cũng khá là nhiều rồi. Phía đây là phía Dinamon nè, cũng khá là đẹp, vòng xoay chỗ nhà thờ Đức Bà. Mình sẽ quẹo tiếp qua nhà thờ Đức Bà rồi mình đi đường Đồng Khởi nha các anh chị. Thì hiện tại ở nhà văn hóa thanh niên đang diễn ra lễ hội Tết Việt, và phố Ông Đồ, con đường hoa mai vàng cũng khá là đẹp anh chị.
Nếu có thời gian rảnh thì các anh chị đến nhà văn hóa thanh niên check-in phố Ông Đồ với con đường hoa mai vàng rất là đẹp, rất là lung linh vào buổi tối. Thì ở đợt dịch lần thứ tư vào khoảng tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì người dân lao động ở các tỉnh đã rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh đi về quê rất là nhiều các anh chị. Nên hiện tại thì thành phố rất là vắng. Đây là đường Đồng Khởi đây. Nên hiện tại là thành phố Hồ Chí Minh rất là vắng, bởi vì người dân, công nhân, học sinh, sinh viên thì chưa có trở lại Sài Gòn học tập. Chỉ có học sinh thôi, chứ sinh viên thì vẫn chưa có trở lại Sài Gòn học tập. Rồi lực lượng công nhân đi về quê cũng khá là nhiều trong cái đợt dịch thứ tư rồi. Tòa nhà Vincom Center và chỗ công viên Văn Lang đây rất là đẹp, trang trí cũng trang trí đèn để đón chào năm mới, quá là đẹp lung linh luôn các anh chị. Nhưng mà đường phố thì hơi vắng, các anh chị thấy hơi vắng không? Bởi vì hầu hết thì các công nhân, sinh viên ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều về quê hết rồi, về quê trong cái đợt dịch lần thứ tư, rồi sau Tết mới trở lại Sài Gòn học tập và làm việc tiếp anh chị, nên bây giờ Sài Gòn rất là vắng. Hotel Continental là gần chỗ nhà hát của thành phố nè. Phía trước anh chị là Hotel Caravan. Đây là nhà hát của thành phố đây vào buổi tối. Bên đây là công viên, công viên qua đường Nguyễn Huệ. Bên đường Nguyễn Huệ thì bây giờ người ta đang rào chắn để người ta tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ các anh chị. Nên bên đó thì cũng chưa có đẹp. Tầm khoảng 24, 25 gì đó thì bên đó sẽ, bên đường Nguyễn Huệ sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp trên đường Đồng Khởi cho các anh chị xem. Sắc màu lung linh đón chào năm mới. Thì hy vọng là sau cái Tết này dịch bệnh được kiểm soát tốt thì sinh viên và người lao động sẽ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc tiếp, thì lúc đó thành phố sẽ đông đúc trở lại quý anh chị. Tin chắc rằng sau Tết thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ đông đúc trở lại. Còn bây giờ thì thành phố khá là vắng, anh chị thấy đường đâu, đường phố khá là vắng không? Và năm nay là năm coi như là bèo dèo nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù là bây giờ là trong cái mùa gọi là mùa cao điểm phục vụ Tết cổ truyền, nhưng mà các anh chị thấy ha, hai bên đường hầu như là nhà cửa người ta cũng đóng cửa, cũng không có mở kinh doanh vào lúc này các anh chị. Chứ đúng ra lúc này là kinh doanh rất là đắt hàng vào những cái ngày giáp Tết như thế này. Phía trước các anh chị là bến Bạch Đằng, cũng kết thúc cái đường Đồng Khởi thì cũng đã kết thúc cái con đường ánh sáng chào năm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là em sẽ quẹo tiếp vào một phần của đường Nguyễn Huệ cho các anh chị xem, đường phố đi bộ Nguyễn Huệ cho các anh chị xem tình hình trang trí đèn hoa để đón chào năm mới như thế nào. Thì đèn hai bên đường Nguyễn Huệ thì cũng đã làm xong rồi nè các anh chị, cũng khá là lung linh. Còn phía bên chính giữa đường Nguyễn Huệ thì người ta còn đang rào chắn, rào chắn người ta để người ta làm
đường hoa đó, các anh chị thấy không? Những cái mô hình cũng đang được lắp lên từ từ rồi đó các anh chị, cũng khá là quy mô hoành tráng. Của đường hoa Nguyễn Huệ đây cũng đang được làm dần dần rồi. Năm nay là với chủ đề là xuân quê hương ấm tình nhân ái, và với chủ đề là tri ân. Và đường hoa Nguyễn Huệ năm nay với chủ đề là tri ân các anh chị, tri ân tất cả các đồng bào và lực lượng chiến sĩ, lực lượng bác sĩ trên toàn quốc đã giúp đỡ thành phố Hồ Chí Minh chống chọi với đại dịch Covid trong thời gian qua. Và chống chọi với Covid trong thời gian qua đã khắc phục và đã đẩy lùi được dịch bệnh Covid, nên là chủ đề năm nay là chủ đề tri ân. Bà con tụ tập chơi ở đài phun nước và đài phun nước hoa sen. Thì em cũng đi sơ lược cái đường phố đi bộ Nguyễn Huệ cho các anh chị xem tình hình những cái ngày gần Tết như thế nào. Em cũng xin dừng đoạn video clip ở đây. Hẹn gặp lại quý bác anh chị những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em xin chào và hẹn gặp lại.